Mình đã x3 tài khoản trong vòng 2 tháng mà không cần trade như thế nào. Hi, xin chào anh em, lại là mình Irene đây. Hôm nay Irene sẽ đem đến cho các anh em một video về chia sẻ các cái trải nghiệm của mình khi tham gia copy trade hay là sao chép giao dịch ở trên sàn BingX. Và lưu ý rằng đây sẽ không phải lời khuyên đầu tư mà chỉ là một video mang tính chia sẻ trải nghiệm cũng như là cung cấp kiến thức. Anh em hãy luôn sáng suốt với những quyết định số tiền của bản thân nhé. Và ok, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu video thôi. Theo dõi lên màn hình nhá. Vào ngày 18 tháng 7 thì mình đã deposit 200 đô vào tài khoản CopyTrade ở trên sàn BingX. Và đến ngày 8 tháng 9 thì như anh em có thể thấy là tài khoản của mình đã lên đến gần 600 đô. Và tổng lãi của mình là khoảng 400 đô, tức là mình đã x3 lần sau 2 tháng. Và quan trọng nhất là mình không cần phải trade bất kỳ một cái lệnh nào cả. Để đạt được kết quả trên thì mình đã sử dụng tính năng CopyTrade ở trên sàn BingX. CopyTrade tức là sao chép giao dịch. Đây là một tính năng cho phép anh em sao chép lại những cái lệnh của những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là những master trader. Khi mà họ mở bất kỳ một cái lệnh nào thì chúng ta cũng có thể ngay lập tức vào những cái lệnh như của họ. Và anh em có thể lựa chọn là vào một số hay là toàn bộ vị thế của những cái nhà trader đó. Để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta hãy cùng đi xem là bản chất của CopyTrade là gì nhá. Đối với các sàn giao dịch thì CopyTrade là công cụ giúp tăng volume giao dịch cũng như là thu hút người dùng cho sàn. Còn đối với các trader, các admin trader hay là các master trader, những người mà chúng ta đi CopyTrade từ họ thì cái số tiền mà họ nhận được sẽ là tiền phí rep từ sàn cũng như là tiền thưởng từ sàn. Có thể đây sẽ không phải một số tiền lớn khi mà họ chưa có nhiều người theo dõi, nhưng khi họ có từ hàng trăm, hàng ngàn đến hàng chục ngàn người thì cái số tiền này sẽ khá là lớn và sẽ là một dòng tiền ổn định theo tháng. Còn đối với những trader cơ bản, những người dùng bình thường như chúng ta thì CopyTrade là công cụ giúp chúng ta không cần phải theo dõi thị trường mà vẫn có thể vào lệnh liên tục và thậm chí là kiếm được một phần hoặc thậm chí là khá là nhiều lợi nhuận từ thị trường này. Tuy nghe thì có vẻ khá là hấp dẫn, tuy nhiên đây vẫn là một phương pháp khá là rủi ro bởi vì anh em sẽ không thể quản lý được cách đặt lệnh cũng như là phương pháp vào lệnh của các master trader này. Vì vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tìm kiếm và lựa chọn trader sao cho hợp lý nhé. Đầu tiên như anh em thấy là mình đang ở giao diện chính của sàn BingX. Sau khi đăng ký KYC thành công thì anh em nếp tiền vào, sau đấy ấn vào phần copy trading. Ở đây sẽ có hai mục là copy trading và fit. Các anh em ấn vào phần copy trading nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều các cái trader hiển thị ở đây. Ở phần đầu tiên thì sẽ là trending trader. Đây là những cái trader mà hot ở trong 7 ngày qua. Cái trader này thì họ có cái tỷ lệ thắng rất là cao ở trong vòng một tuần vừa rồi thì họ sẽ được hiển thị ở đây. Tiếp theo thì sẽ là conservative traders. Đây thì sẽ là những cái trader mà có cái tỷ lệ rủi ro khá là thấp và lợi nhuận cao trong một thời gian khá là dài. Đây chúng ta có thể thấy là một trader tên là Jenny này. Kế đến là hai trader có tên tiếng Trung khác. Kéo xuống thì anh em sẽ thấy phần all traders. Ở đây thì anh em có thể sử dụng cái bộ lọc này để lọc ra những cái tính chất về trader mà anh em mong muốn. Ở tab đầu tiên là về ranking, đây thì sẽ sắp xếp về tất cả các cái chỉ số dành cho anh em. Kế đến là account access, đây sẽ là bảng xếp hạng về tổng số tiền của những cái trader này. Kế đến là copiers, đây sẽ là bảng xếp hạng ở những cái người mà có nhiều người follow nhất, nhiều người theo dõi nhất. Kế đến là 30 day ROI, tức là tỷ lệ lợi nhuận ở trong 30 ngày vừa rồi. Kế đến là P&L hay là viết tắt của Profit and Loss, thì đây sẽ là phần trăm thắng trên số tiền của các cái nhà trader này. Tiếp theo thì sẽ là Cumulative Earning of Copiers, tức là cái phần tiền mà những cái người copiers nhận được từ những cái trader này sau khi mà người ta đã copy các cái lệnh của các cái master trader này á. Và cuối cùng sẽ là Risk. Những ai mà có tỷ lệ risk thấp nhất thì sẽ là những cái người mà ít rủi ro nhất. Tuy nhiên là cái phần này anh em cũng nên lưu ý bởi vì có rất nhiều các nhà đầu tư mới, họ mới tham gia vào và họ đặt lệnh ít thì cái tỷ lệ risk của họ cũng khá là thấp. Với những cái nhà đầu tư mà có kinh nghiệm trên thị trường thì họ sẽ có nhiều follower bởi vì là tỷ lệ thắng của họ rất là cao cũng như là lợi nhuận của họ trên những cái giao dịch cũng khá là cao. Vì vậy đây sẽ là những cái nhà đầu tư hấp dẫn để chúng ta có thể copy trade. Tuy nhiên là cũng có nhiều nhà đầu tư mà tham gia thị trường lâu cũng như là có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên là họ mới tham gia vào copy trade cho nên là có thể là chưa có nhiều người follow. Vì vậy cho nên là anh em cần theo dõi kỹ các cái chỉ số này cũng như là xem phong cách trade của họ có phù hợp với mình không để lựa chọn một cái trader hợp lý nhất. Để ví dụ thì đây là trader đã giúp mình x3 tài khoản ở trong vòng 2 tháng. Khi mà ấn vào trang cá nhân của họ thì mình sẽ xem được nhiều thông tin hơn. Ở đây thì về phần trader info này thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ thấy tên của cái master trader này. Tiếp theo là sẽ thấy số lượng người follow của họ. Ở đây thì cái người trader của mình có gần 21.000 lượt followers đến từ Việt Nam.
Và họ tham gia vào ngày 4 tháng 6 hoặc là 6 tháng 4 năm 2020, tức là cũng đã tham gia vào copy trade khá là lâu rồi đó. Tiếp theo, sau khi kéo xuống thì chúng ta có thể thấy rõ hơn về các cái lịch sử giao dịch cũng như là các chỉ số khi mà đặt lệnh của cái người trader này. Đầu tiên ở tab Data Overview, tức là thông tin cơ bản, thì chúng ta có thể thấy là chỉ số đầu tiên là Last 30 Day ROI, tức là cái số phần trăm thắng, cái số phần trăm lợi nhuận ở trong 30 ngày qua của cái người trader này là 27.77%. Ngoài ra thì anh em cũng có thể bấm vào đây để có thể xem về phần ROI từ trong 7 ngày này, hay là ROI 90 ngày, hay là 180 ngày nhé. Kế đến ở bên cạnh thì chúng ta sẽ có cái chỉ số earnings. Ở đây thì trader này đang kiếm được hơn 59.000. Cái chỉ số này thì sẽ được update 30 phút một lần nhá anh em. Kế đến là account assets. Ở đây thì chúng ta có thể xem được tổng số tiền mà người trader này đang có ở trong tài khoản của anh ta. Kế đến thì sẽ là copy of profit. Đây là số tiền mà những cái người copy theo anh ta đang nhận được ở trong thời điểm hiện tại. Kế đến là copy là số lượng người theo dõi anh ta, và risk là cái tỷ lệ rủi ro của người trader này. Ở dưới thì chúng ta sẽ thấy phần cumulative copiers. Đây thì sẽ là tổng số những cái người copy trade đã từng copy anh ta, kể cả những cái người mà đã dừng copy rồi thì cũng sẽ được tính ở đây. Và con số này thì sẽ được update 15 phút một lần. Kế đến thì sẽ là win ratio, hay là tỷ lệ thắng. Ở đây thì chúng ta thấy là anh này đang thắng khoảng 82.78%. Kéo xuống dưới thì sẽ là total transaction, tức là những cái lệnh đã mở. Ở dưới thì là winning trades, tức là những cái lệnh đã thắng. Ở dưới nữa thì sẽ là số lượng lệnh thua, losing traders. Ở dưới thì sẽ là average profit, tức là cái lợi nhuận trung bình của mỗi lệnh. Ở dưới thì sẽ là average losses, là trung bình thua lỗ. Kế đến thì sẽ là P&L ratio, profit and loss ratio. Chỉ số này thì sẽ được tính bằng lợi nhuận trung bình chia cho thua lỗ trung bình. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có average holding time, tức là thời gian giữ lệnh trung bình. Cái chỉ số này thì sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là trader này họ đang trade theo phong cách là scalping trong thời gian ngắn, hay là họ holding và họ swing ở trong thời gian dài, tức là từ vài ngày hay là vài tuần. Kế đến là trading frequency, là cái tỷ lệ thường xuyên vào lệnh của các cái trader này. Và trading days là số ngày họ đã trade. Những cái ngày nào mà họ trade thì sẽ được tính vào đây. Và cuối cùng là last trading time. Và đến đây thì anh em có thể thấy xem là lần cuối mà họ giao dịch là khi nào. Những cái người nào mà last trading time của họ khá là xa rồi thì có thể là họ đang nghỉ, hoặc là họ đã dừng copy trade. Còn những người mà cái thời gian giao dịch cuối cùng của họ gần đây, tức là họ vẫn đang liên tục vào lệnh, và anh em có thể copy những cái người này. Ngoài ra thì anh em cũng có thể xem cái biểu đồ về tỷ lệ lợi nhuận trong vòng 30 ngày gần nhất của họ ở đây. Ở đây là chỉ số ROI, tức là Return of Investment, tức là lợi nhuận dựa trên cái phần mà anh em đã đầu tư vào. Kế đến là biểu đồ P&L. Và cuối cùng là Account Assets, tức là tổng số tài sản. Kéo xuống dưới thì anh em có thể xem Performance, tức là tỷ lệ lãi lỗ của người đó trong thời gian qua, cũng như là Risk Assessment, tức là cái phần về rủi ro của cái Master Trader này. Còn ở dưới là Top Trade, tức là những cái đồng coin mà họ trade chủ yếu. Như anh em có thể thấy là cái người master này thì chủ yếu là trade cặp BTC này, ATC, LINK, ETH. Sau đó thì anh em có thể vào phần current position để có thể xem các cái lệnh mà người trader này đang đặt. Và sau khi đã lựa chọn được một trader thích hợp thì anh em hãy ấn vào chữ copy trade ở đây. Và sau đó nhập vào số tiền mà anh em muốn dành cho một cái lệnh copy trade của mình. Ở đây thì mình sẽ điền là 40 đô. Ở đây cái số lượng này có cái số 40 này có nghĩa là mỗi khi anh em mở một lệnh thì lệnh đó sẽ có khối lượng là 40 đô, 40 USDT. Và nếu mà người copy trade kia, cái người master kia, người ta mở 3-4 lệnh chẳng hạn, thì anh em sẽ có 3-4 lệnh và mỗi lệnh thì sẽ là 40 đô. Kéo xuống thì anh em có thể đặt TP hay stop loss dựa theo tỷ lệ phần trăm. Ở đây thì mình sẽ follow theo người master luôn, cho nên là mình sẽ không đặt. Ở dưới nữa, ở Advanced Setting thì anh em có thể set cái limit, tức là tổng số tiền mà anh em muốn trade một ngày. Ví dụ một ngày anh em chỉ muốn trade 100 đô, 200 đô thôi, thì anh em có thể thêm cái số lượng đó vào đây. Ví dụ đây mình có thể đặt 200 đô chẳng hạn. Ở dưới thì sẽ là số lượng lệnh mà anh em muốn đặt, ví dụ là 10 lệnh. Điều này tức là mỗi khi các cái trader đó mở lệnh thì anh em chỉ có thể vào 10 lệnh mà thôi. Kể cả các master trader có mở hàng chục, hàng trăm lệnh đi chăng nữa thì anh em cũng chỉ vào 10 lệnh. Và 10 lệnh này thì sẽ là những cái lệnh được khớp đầu tiên. Sau đấy thì anh em ấn vào copy now. Vậy là anh em đã copy thành công rồi đó. Sau đấy để xem những cái lệnh mình đã copy cũng như là lịch sử lệnh thì mình ấn vào phần này. Và ấn vào standard future.
kéo xuống dưới thì ở phần My Position thì chúng ta sẽ thấy được những cái lệnh hiện tại mà mình đang mở cũng như là tỷ lệ lời lỗ của các cái lệnh này. Ở đây thì mình đã set là 40 đô cho nên là mỗi lệnh mình chỉ đánh là 40 đô mà thôi. Ngoài ra thì anh em cũng có thể vào phần Manage Copy Traders để xem, để quản lý các cái lệnh của mình. Ở đây phần Overview thì mình thấy là mình đang bị lỗ 0,15 đô ở trong ngày hôm nay. Tuy nhiên tỷ lệ cái số tiền thắng của mình đang là 420 đô sau khi mà mình đã copy trade trong vòng vài tháng vừa qua. Ấn vào phần Detail ở đây thì mình sẽ thấy các cái chỉ số quan trọng khác. Một điều cần lưu ý cho anh em là ở đây sẽ có chỉ số Profit Share, tức là phần tiền mình chia cho các cái Master giao dịch, những cái Master Trader của mình. Thì cái số tiền này mình sẽ không phải trả mà sàn sẽ trả trực tiếp cho các cái trader đó. Ngoài ra kéo xuống dưới thì anh em ấn vào phần History để xem những cái lệnh copy trade mà mình đã copy từ những cái người master trước. Ở đây mình thấy là mình đang lỗ hơn 200 đô từ master tên là Daniel One này, và mình đã dừng copy của cái master này rồi. Đó, đây là những cái người master trader mình đã copy trade ở trên này cũng như là tỷ lệ lời lỗ của họ. Và ngoài ra thì anh em cũng hoàn toàn có thể ấn vào phần Increase Fund hay là Decrease Fund để có thể tăng số vốn. Còn nếu anh em muốn dừng copy trade của những cái nhà master này thì em hoàn toàn có thể ấn Stop Copy Trading để có thể dừng việc copy trade nhé. Có một điều mình quên nhắc anh em là ở phần những cái lệnh mà mình đang mở thì anh em hoàn toàn có thể đóng lệnh bằng tay hoặc là đặt TP Stop Loss mà không cần phải copy trực tiếp theo những cái master trader của mình nếu như anh em có thời gian theo dõi. Vậy là mình đã giới thiệu cho anh em về trải nghiệm copy trade trên sàn BingX của mình. Về bản chất thì copy trade khá là an toàn nếu như anh em sử dụng đúng cách. Đây sẽ là một công cụ hữu hiệu dành cho những anh em mà có ít kinh nghiệm hoặc là những anh em chưa có nhiều thời gian để tham gia vào thị trường, tuy nhiên vẫn muốn đặt lệnh và tham gia trading hàng ngày. Đây cũng sẽ là một công cụ tốt dành cho những anh em đã có nhiều kinh nghiệm nhưng mà muốn có một cái nguồn thu nhập ổn định và thụ động, hoặc là những anh em đơn giản chỉ muốn tìm hiểu về copy trade mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là một công cụ mang nhiều rủi ro và anh em không nên phó thác toàn bộ số tiền của mình cho các cái sàn hay là các master trader nhé. Anh em thấy copy trade như thế nào và anh em đã sử dụng công cụ này hay chưa? Hãy comment cảm nhận của mình ở phía bên dưới. Và nếu anh em thích thì hãy like, share và subscribe cho Coin68TV. Mình sẽ quay lại với nhiều video hữu ích trong thời gian tới. Bye!